Quyền Linh và Hồng Vân xin kính chào quý vị. Hôm nay thì mùng 2 Tết, Quyền Linh chúc cho Hồng Vân năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, sạch sẽ, trời đẹp ơi, đẽ. Lúc nào cũng sạch sẽ. Nói chung là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nhất. Chương trình với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Vân cũng chúc Linh y chang như vậy luôn, sang năm sẽ trắng lên một chút xíu nữa. Hôm nay hy vọng rằng những cái màu sắc của sân khấu cùng với những cái cảm xúc trên sân khấu sẽ là niềm vui cho quý vị. Một năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập những điều tốt đẹp. Và bây giờ vẫn như thường lệ, mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Suốt 30 năm cuộc đời, em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Em là người biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Ham học hỏi, nấu ăn rất là ngon. Chào cô Vân Vlog. Hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Em Miu Lê được không? Chuẩn bị, đàn trai xuất hiện. Rồi, mời đàn gái. Trời, chào cô gái. Nhìn em mặc bộ đồ là thấy mùa xuân rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, được lì xì nhiều chưa? Dạ, cũng khá khá thôi chị. Vậy hả? Vậy lì xì nữa đi Vân. Đúng rồi, Vân đang nói nè, đầu năm nè. Chị lì xì em lấy hên nè, lì xì một cái lọc hết sức là duyên dáng dễ thương. Có những cái lời chúc rất là tuyệt vời trong đó. Bên đàn trai cũng lì xì luôn rồi nha. Vậy hả, đồ bắt rồi. Trước an khang thịnh vượng. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu về mình đi. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn bên kia rào. Em tên là Lê Văn Nhơn, năm nay 31 tuổi, quê thì ở Đồng Tháp, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên trợ lý giám đốc Logistics. Em ơi, em tự giới thiệu với mình làm đi. Em làm ở quận mấy vậy Nhơn? Dạ, em làm ở Bình Thạnh. Rồi, bây giờ để nghe đàn gái ta giới thiệu nè. Ừ. Em tên là Ngô Tường Vân, năm nay 30 mùa lá rụng. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên sale của một công ty bất động sản ạ. Dạ, hiện tại em đang ở quận 12. Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà quận 12 với Bình Thạnh đi cũng gần ha, không nên nổi xa lắm. Em có thể giới thiệu một chút về ưu khuyết điểm của em đi em gái. Ưu điểm của em là em tự tin, ham học hỏi, nấu ăn rất là ngon. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái sở thích của mình á. Em hiện tại đang tập tành làm YouTube nọ kia. Vlog về nấu ăn hả? Dạ đúng rồi chị. Chào cô Vân Vlog. Đỡ quá, hên không kêu bà Vân Vlog nữa mà. Còn em có khuyết điểm gì không Vân? Dạ, khuyết điểm của em là khi mà giận á, thì em hay im lặng. Giống như thì người tốt em. Người nhiều người giận ta la ông sùm nó mệt lắm. Trời ơi, nhưng im lặng cũng mệt mỏi lắm á nha Linh nha. Là giận dữ lắm á. Ừ. Như là bạn trai thì giận im lặng khoảng một tháng. Im lặng khoảng một tháng. Trời ơi, trời đó. Dạ, năn nỉ thì hết, còn không năn nỉ thì thôi. Đó là bạn trai đó nghe, chứ còn chồng chắc cả năm quá. Thôi rồi, thiệt là địa ngục đó mà. Gặp nhau cả tháng mà không ai nói gì hết trơn là thiệt là đúng là buồn á. Còn có cái tật xấu gì không? Ngủ em hay nghiến răng á chị. Còn bạn trai? Ưu điểm trước thì em là người rất là nhiệt tình, biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Đàn ông của gia đình. Và khuyết điểm là em hơi nóng tính chút xíu. Em dễ tin người, em sợ độ cao. Thường đi đá banh thì em đổi đầu không được, tại vì em sợ độ cao. Ủa, đá banh mất mới sợ độ cao? Nhìn lên thấy trái bóng rớt xuống mình sợ, mình đã đổi không được. Nhìn lên cao cũng sợ nữa hả? Dạ. Vậy này chắc không bao giờ nhìn trời quá. Không sao, nếu sống vậy cũng tốt. Đừng nhìn lên toàn là nhìn xuống không, thấy mình hơn nhiều người ha. Dạ đúng rồi. Cũng tốt mà. Có một cái tật xấu gì không? 31 năm nay thì em không biết mình có tật xấu gì hay không nữa. Trời ơi, em không biết là em có tật xấu gì luôn á hả? Dạ. Đó là tật xấu đó. Có bộ cái người đàn ông bên đó hơi kiêu hãnh ha. Dạ. Như là một người mà 31 năm không hề có tật xấu gì. Tốt toàn diện kiểu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu tình duyên đầu năm mới cái coi nào. Dạ thì suốt 30 năm cuộc đời em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Trời ơi.
Dạ, mối tình đầu tiên là năm em 23 tuổi. Và em quen bạn đó được một tháng thì chia tay. Lý do là tại vì lúc đó em mới khởi nghiệp đó, thì em tập trung vào công việc nhiều quá, em hay ngủ gục lắm. Mấy lần đầu đi chơi bạn nói trời em dễ thương quá ngủ gục. Dạ, mấy lần sau bạn nói em vô duyên quá. Chia tay luôn. Mối tình thứ hai thì năm em 28 tuổi thì mối tình này cũng hơi thực dụng. Cái anh bạn đó ở bên nước ngoài. Thì trước đây em làm nail á chị, em làm 7 năm. Qua bên đó thì em có thể không dựa vào anh đó mà sống được, phụ giúp gia đình ảnh được. Còn em thì thấy ảnh bên nước ngoài cũng muốn kiếm vé. Dạ, quen mà kiểu khoảng cách xa quá. 6 tháng thì tụi em chia tay. Dạ, rồi nói chung ít quan tâm em, quan điểm sống không có hợp. Cái ngày mà chia tay em nói em gọi điện em nói là thôi mình chia tay đi, mình mệt mỏi quá. Lúc đó anh đang nghe em nói là hiện tại bây giờ anh đang trên bàn nhậu á, em cứ ở nhà chờ anh đi, một tiếng rưỡi nữa xong rồi anh về. Vậy đó hả? Dạ, chia tay mà còn vậy. Nên thôi nói chung tình yêu bên đó là chưa có sâu sắc, chưa có thăng hoa lắm. Thật đơn giản ra là thôi. Không phải là yêu luôn á Linh. Đúng rồi, đâu phải là yêu đâu. Còn Nhân sao Nhân? Dạ, em có một mối tình. Dạ, quen được 5 năm. Dạ, chia tay được 4 năm rồi. Tại sao lại chia tay Nhân? Dạ, lý do chia tay cũng là em bên đạo Chúa đó. Mà bên kia thì không có vô đạo được. Vân ơi. Dạ. Vân có đạo không Vân? Dạ, em có. Trời ơi, mừng quá. À vậy ha. Linh ơi. Cái hình mẫu lý tưởng của Tường Vân là ai nè? Đây ạ. Và đây là ai vậy? Chà, cũng ngộ ngộ á Linh. Ngộ quá. Ngộ ngộ. Đâu đưa Linh coi coi. Vân tưởng là bạn nói là hình mẫu lý tưởng của bạn là Quyền Linh hay là... Trời gái. Ừ. Xin chào anh. Ngộ ngộ ha. Ai đeo mắt kiến bự dữ vậy? Tóc dựng dựng lên ha. Tôi coi bạn này có làm sao nè. Dạ, dạ chị. Ý, cũng đẹp trai. Đeo cái mắt kiến vô thấy cũng được. Đeo mắt kiến vô thấy cũng có vẻ đó. Hình là anh em đúng không? Dạ, chính xác. Nhìn rất là giống Vân luôn á. Anh em sao em nói thử sơ sơ anh em coi. Tính cách thì anh em là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Chỉnh chạc, có chí cầu tiến. Chăm lo cho vợ con, gia đình rất là tốt. Nói được là làm được chị. Không nói thì thôi, nói được rồi. Dạ có hết. Có hết. Khỏe rồi. Rồi còn hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Em Miu Lê được không? Bạn hỏi giống Miu Lê được không em? Dạ được ạ. Rồi để tôi hỏi thằng gái thử coi sao bây giờ. Hỏi đi. Chào em gái. Dạ chào anh. Em có ghen không? Dạ có. Nhiều không? Đàn bà nào không ghen, mất cười quá. Nếu như bây giờ phải về Đồng Tháp làm dâu, em có đồng ý không? Em chắc không ạ. Ở chung khó. Anh thấy giờ làm dâu cũng dễ mà em. Làm dâu á là mẹ chồng, cha chồng phải lo cho cháu nè. Rồi á là có thi nấu cơm cho nàng dâu ăn nữa nè. Dạ. Anh làm mẹ chồng nàng dâu không biết mà nhiều mẹ chồng là lo hết cho con dâu luôn vậy đó. Dạ, vậy được, vậy được. Thôi vậy được hả? Thôi. Em cũng không có lập trường gì hung ha. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với anh trai của em. Ủa có hả? Dạ. Vân nhìn là Vân biết rồi, anh trai ngồi dưới đây nè. Vâng, thì giờ lời đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Thì tôi giới thiệu tôi là Long, là anh trai của Tường Vân. Qua đây thì nhận thấy em Nhân đây thì cũng mặt mày sáng láng, thì công việc ổn định. Dân miền Tây mà không uống rượu, không hút thuốc là rất là tốt á. Nếu mà cố gắng học hỏi cầu tiến thì cũng có thành tựu sau này. Thì thấy hai bạn cũng có vẻ xứng đôi thì xin cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn chị Long. À, đi với ai nào Nhân? Dạ em đi với mẹ với ồ, lại dạ. Chị đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Dạ tất toàn thể trong trường quay. Dạ. Mà làm cha làm mẹ thì chỉ muốn con mình hạnh phúc chứ không có để mà nhờ con hay là để gì hết, để cho con mình nó có tương lai sớm hơn càng tốt, chứ tôi không cần làm dâu làm gì hết. Còn con thì con nếu mà con có cho Nhân cơ hội thì con cứ yên tâm về làm dâu của cô. Không có sao hết, cô rất là thương con. Nàng dâu này rất là xinh, là đẹp, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Cô mới gặp con lần đầu là cô cảm thấy là có thiện cảm. Trời đất cô. Trời ơi đó. Rồi vậy là tốt quá rồi ha. Mát lòng mát dạ liền. Ừ. Thôi bây giờ cho hai đứa gặp cô nó có thiện cảm không? Ừ vậy đi. Mở rào đi ha. Mở rào đi. Mở rào.
Rồi đó Nhân, bắt đầu đi Nhân. Anh chào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em muốn ơn anh. Món quà này là anh làm là một tháng rồi đó. Anh tự tay làm á. Anh chuẩn bị trước một tháng. Ừ, ở đây là cái đèn ngủ anh cũng tự tay làm luôn. Đây là cái món quà mà cái đồ handmade mà anh làm. Đây có chữ là bạn muốn hẹn hò, với lại đây là cái tên của anh khắc trước. Dạ. Tại vì anh chưa biết tên của em. Dạ. Nên khi nào mà nếu mà có cơ hội thì anh sẽ khắc cho nó trọn luôn cái tên của em vào đây. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ em cũng có món quà. Em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Khoan. À. Hôm nay thì anh rất là vui khi dạ. được gặp em. Dạ. Anh cũng muốn hỏi em một câu. Dạ. Nghe anh Quyền Linh ở gần, chị Hồng Vân ở xa. Dạ. Luôn miệng khen em đầm thấm nết na, thật thà, nhân hậu. Nên anh mới chặn đường hỏi bậu đôi câu. Út ơi, thấy người ta có cặp có đôi, hỏi em có bồi hồi bối hồi. Em hỏi anh bồi hồi là gì đi? Dạ là gì anh? À, bồi hồi là nhớ, là thương, là chờ, là đợi, là ước cho duyên ta sớm nên vợ nên chồng. Trời đất ơi. Em không sao đi tìm ra cho ai bằng anh. Trong muôn đêm muôn vạn ngày, đóng sang tay nào ai. Anh cam đoan trần gian chi mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh dễ thương. Sở thích của anh là gì ạ? Anh là thích làm đồ handmade, thích đạp xe đạp. Thích, nói chung là thích làm những gì về nghệ thuật á. Sau giờ làm việc á, thì anh thường làm gì? Sau làm việc thì anh đi uống cà phê với bạn bè. Dạ. Anh có thích đọc sách không? Có, anh thường thường thì anh cũng ra nhà sách, mà nhà sách đó có cái quán cà phê trong đó đó. Em có thích đọc cà sách. Cà phê sách đó, đó. Dạ. Thì cuốn sách yêu thích nhất của anh là gì? Làm thế nào để tăng lương thật hay vậy ta. Có anh vừa đọc thôi. Dạ có, anh chưa biết luôn á. Anh chưa biết cuốn đó. Em có mua cuốn đó về nhà rồi, có gì thì cho con mượn nha. Em về Đồng Tháp lần nào chưa? Dạ em chưa. Vậy khi nào quen anh thì anh sẽ dẫn em về Đồng Tháp. À dạ. Em ở đâu, huyện nào? Dạ em ở huyện Tam Nông. Tam Nông, trời ơi, Tràm Chim rồi đó, đẹp lắm em ơi. Em thấy anh cái nhìn đầu tiên của em về anh là như thế nào? Dạ thiện cảm. Dạ em có thiện cảm với anh, dễ gần. Thì anh thì tiêu chí của anh tìm bạn gái cũng đơn giản lắm, nhưng mà em cũng đặt nặng vấn đề về đạo đó. Thì nghe em có đạo anh rất là vui, rất là mừng. Anh thấy em cũng rất là xinh. Cảm ơn anh. Em rất là năng động và rất anh rất là thích. Rồi hết thời gian rồi, chúng ta bấm nút là trao duyên cho nhau, chứ không phải là bấm nút để mình hẹn hò uống cà phê thôi nha. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Có. Anh cứ lo là sợ bạn gái không bấm. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. À, bây giờ một cái nụ hôn đầu tiên. Hôn má thôi. Muốn hôn đâu hôn, chuyện của chú chứ không phải chuyện của tôi. Hỏi em chứ sao? Tôi là tôi hôn chỗ khác á. Không. Hít rồi hết hơi luôn. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sen Tông nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm
nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng, cảm ơn. Nào. Em hay nóng vội. Nóng vội. Thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi. Em thấy mọi người nói là em tốt bụng, thì nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Có cần tiêu chuẩn mấy? Em thích chó. Thích chó. Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Chúc cho họ sẽ sớm gọi là hiểu nhau, yêu thương nhau và sớm về chung một nhà. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Không, mời nhà gái trước nha. Mời nhà gái đi Vân. Rồi, nhà gái ơi. Mời nhà trai. Chúc mừng năm mới nha. Dạ. Đầu tiên thì anh Quỳnh Linh lì xì cho em năm mới lấy hơn nào. Đúng rồi, em cảm ơn. Chị cũng lì xì cho em nè, chúc em lúc nào cũng tươi nè, sẽ có hạnh phúc nè. Trong năm nay là em sẽ rất là nhiều những cái niềm vui và sẽ không độc thân nữa nha. Em cảm ơn chị Hồng Vân và cũng gửi lời chúc đến chị Hồng Vân cũng như là anh Quyền Linh sẽ có một năm mới thật là hạnh phúc, mọi điều thật là như ý và an yên ạ. Cảm ơn em nha. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hải và quê quán là ở Bình Phước. Mà hiện tại em sinh sống là hai nơi, ở Bình Dương và ở thành phố Hồ Chí Minh. Tức là em... Em ở trọ hai nơi. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc thì ở công trình, theo công trình đó anh. Em làm bên kỹ sư điện. Kỹ sư điện? Dạ. Còn em giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Nam ở bên kia và chào tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Hương và năm nay em 33 tuổi. Hiện tại thì đang làm công việc phụ trách truyền thông cho một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhưng mà quê em ở đâu em? Em quê gốc là ở Nghệ An nhưng mà gia đình thì đang sinh sống ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai thì cũng gần Bình Dương ha. Dạ. Rồi em trai, em giới thiệu cho đàn gái biết là ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì nhiệt tình với bạn bè. Gì nữa? Có ga lăng với phụ nữ không? Dạ có ạ. Có hả? Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì em hay nóng vội. Nóng vội? Dạ. Tức là ví dụ như em thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi. Dạ. Cửa điện có nóng vội không? Dạ không ạ. Cái đó là bắt buộc phải cẩn thận ạ. Ừ, cẩn thận nha. Dạ. Em cái điểm mạnh của em là gì ạ? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em thấy mọi người nói là em tốt bụng, thì nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Và em là một người suy nghĩ rất là tích cực về tất cả các vấn đề trong cuộc sống lẫn như trong công việc ạ. Điểm yếu sao? Điểm yếu của em thì em nghĩ là em cũng hơi nóng tính một chút ạ. Dạ, nhưng mà sau này thì em cũng tập yoga cũng như là mình cũng tập để mình kiểm soát cái cảm xúc của mình trước tất cả các cái vấn đề. Dạ, đúng rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Trước khi đi thì mọi người bảo là nếu mà kể tật xấu thì chắc phải cần đến 3 số là vậy hả? Tức là nhiều tật xấu đó. Là ví dụ như là bình thường thì trông rất là khó tính, rồi trông lạnh lùng, dạ, rồi nhìn cũng hung dữ. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thấy cũng vui tính và cũng hơi nhây nhây một tí. Ủa em có hung dữ nữa em hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Ngoài yoga ra thì em có học một cái môn thể thao nào khác không? Thì lúc trước thì em có tập gym hoặc là tham gia cái Muay Thái và... Trời ơi! Hung dữ mà học Muay Thái nữa. Thì nguy hiểm dữ cái trời. Nhưng mà bây giờ thì em đã tập yoga rồi anh Linh ạ. Yên tâm. Ôi, nghe thấy sao? Dạ, hãy. Em nghe cũng bình thường thôi ạ. Tại vì em cũng là người lanh lẹ nên em ra đòn có thể em né được á. Không sao. Dạ không sao. Em có điện không sao. Dạ.
Em gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. 2 mối rồi. Dạ vâng ạ. Dài nhất là mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Dạ ngắn nhất thì chắc khoảng vài tháng thôi ạ. Cái mối tình đầu tiên thì lúc đấy em khoảng 25-26. Thì thực sự là em nghĩ là em chưa thật sự là trưởng thành trong cái nhận thức cũng như là cái hành động của mình. Còn cái mối tình thứ hai thì lúc em 28-29 thì em nghĩ là em gặp đúng cái người, nhưng mà chắc là không đúng thời điểm ạ. Dạ vâng. Là chia tay lâu chưa cơ? Dạ lúc 29 tuổi ạ. 29 tuổi dạ. Còn bên đàn trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì được 2 mối tình anh ạ. Mối tình đầu tiên là lúc còn sinh viên, quen được 5 năm, rồi sau đó thì cũng nói chung là còn sinh viên mà cũng chưa trưởng thành, nói chung là cũng chia tay. Và mối tình gần nhất là đây cách đây 3 năm, quen được cũng 3 năm. Nhưng mà lý do? Lý do chắc có lẽ là đạo. Em có đạo hay bên không, kia? Không, em bên Phật, bên kia là bên đạo. Xin lỗi, em bên là... kia bên đàn gái có đạo không? Dạ em không anh Linh ạ. À rồi, vậy tốt rồi. Em đàn gái xinh đẹp, ồ dễ thương em quá. Em em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Khoan để Bưng hỏi chút xíu là bạn này á, em có yêu thiên nhiên, yêu thú vật cái là này? Em là một người cũng rất là yêu động vật ạ. Thích con gì? Em thích chó. Thích chó? Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Bên đó cũng thích chó luôn dạ, hả? Dạ đúng ạ. Em thích loài gì? Bạc rê chị ạ. Ồ bạc rê. Wow. Bên đây thích chó bạc rê. Trời ơi, em thích chó gì? Em thích chó Phúc ạ, là chó mặt nhăm nhăm và sệ sệ ạ. Chó mặt sệ đó. Dạ vâng ạ. Trong các cái mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam, là bởi vì các anh ấy không thích chó mèo và động vật ạ. Tại sao? Tức là đâu em nói ví dụ thôi, không thích là không thích sao? Ví dụ như là không thích rồi bỏ nhau hả hay sao? Em thì em hay nói với các anh ấy là em có con gái, em là mẹ độc thân, đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã lấy đà và chạy đi mất rồi. Thử em có con đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà thực ra thì con gái của em lại là một bé chó ạ. Hôm nay em có mang bạn ấy đến đây ạ. Vậy hả? Hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả? Dạ vâng ạ. Phải bà kia không? Dạ đúng rồi ạ. Bà đang lè lưỡi. Nói chung là hai bạn đồng sở thích được rồi. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Nhưng mà về ngoại hình thì sao? Em muốn cái người đàn ông của em phải như thế nào? Dạ chắc là từ 1m67 trở lên. 1m67. Còn mặt mày sao? Mặt có sệ sệ không? Trông miễn là nhìn manly là được ạ. Còn còn lại thì chắc là không sao ạ. Nhưng mặt càng sệ càng tốt đúng không? Dạ chắc không sao đâu ạ. Trời ơi. Giống không? Không có giống. Không sể tí nào luôn á. Không, thực sự là hai bạn này là gọi là nam thanh nữ tú đó đúng không? Trai tài gái sắc đó. Cũng hợp ha. Đó. Nói cho chị Vân biết là mình muốn tìm người yêu thế nào đi. Đúng rồi. Thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Ngoại hình dễ nhìn, sạch sẽ là được rồi. Nói chung ăn mặc tươm tất gọn gàng là được rồi, không có cần tiêu chuẩn mấy. Em không thích điều gì bằng nữ? Thì chỉ là xăm môi thôi, xăm môi đậm á chứ không phải tự nhiên thì không sao. Xăm môi. Xăm đậm á. Em có xăm không? Dạ em dùng son rồi ạ. Dùng son thôi chứ không dùng không xăm đúng không? Dạ vâng ạ. Xăm tự nhiên thì cũng vẫn không sao ạ. Dùng son Yurika. Em đi với ai ạ? Em đi với bạn của em ạ. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và xin được chào anh cũng như là bên hỏi nhà trai. Con là Như Quỳnh, hiện đang là bạn của chị Hương, nhưng mà nói bạn là cũng là thuộc về đồng nghiệp, cũng là đứa em, cũng sống cùng với chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh này. Em xin nói với chị Hương là về anh này thì em cảm thấy là anh là một người điềm tĩnh, có cái độ từng trải. Thì em muốn hỏi anh một điều là chị của em thì rất là yêu chó. Thì nếu như sau này anh quen chị của em và nếu như tiến xa hơn á, thì liệu rằng anh có chấp nhận cái điều đó hay không ạ? Riêng anh thì cũng bản thân là cũng đam mê nuôi chó rồi. Dạ. Thì cái điều đó thì anh cũng vẫn chấp nhận, có thể là chăm sóc được. Dạ. Nói vậy thôi chứ có đứa con đi, đứa con nó dạ, khóc thì... đi rồi lo cho chó hay lo cho con. Dạ thì vấn đề nếu mà sau này, nếu như anh chị có tiến đến tương lai, có tiến đến xa, nếu như có em bé trong khoảng thời gian đầu thì tụi em ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể chăm sóc bé Bơ này thay cho chị trong cái khoảng thời gian đó. Tôi nói cái bà không bằng lòng, bà quay mặt xong rồi. Bơ ơi, ý con sao? Kìa. Ý con thì con cũng muốn là cô với chú cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Thì Bơ cũng muốn là có chú để về chăm sóc cô và Bơ luôn ạ. Dạ. Trời dạ, cảm ơn em. Lấy chồng mà cũng hỏi chó nữa thiệt chứ. Người ta không có coi cái này là chó nữa, người ta coi là con rồi, là bé Bơ 4 tuổi, giới tính là gái. Làm như nó ghét tôi á, không nhìn mặt tôi luôn kìa, nãy giờ làm có thấy chưa, lè lưỡi biểu môi đó. Rồi em đi với ai ạ? Dạ em đi với bạn của em.
Dạ xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả và em gái. Và em xin chào họ nhà gái. Dạ em là bạn thân của Hải. Thì riêng về Hải thì là Hải là một con người rất có hiếu với gia đình, hòa thuận với anh chị em trong nhà. Nói chung là biết rất biết lắng nghe và quan tâm tới những người bạn xung quanh. Về phần em gái này thì nói chung là nhìn bên ngoài thì là rất là dễ thương, xinh xắn. Tính tình thì là như nãy giờ mọi người cũng trao đổi thì hầu như là hai người có vẻ là rất là hợp tính với nhau. Thì qua đây thì cũng mong là hai bạn là cho nhau một cái cơ hội bấm nút để hai bạn tiến xa hơn. Vậy xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ thì mình mở rào đi nha. Mà không nhìn tôi nữa thôi. Em chào anh. À, chào em. À, anh có món quà cũng vậy nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có cuốn sách này gửi tặng anh. Cuốn sách có tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống hay là trong công việc thì anh sẽ không phải đi ăn một mình nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp nhau đấy. Dạ, nãy giờ khi mà nghe miêu tả qua cái hàng rào như vậy thì anh cảm nhận về em như nào và lúc gặp thì anh thấy như nào ạ? Qua mô tả, qua em nói chuyện thì em là người rất là vui tính và cũng có hài hước. Em rất là nhây ạ. Không sao, nhây cỡ nào anh cũng chịu được mà. Dạ. Tại vì em chưa có quen được anh thôi chứ anh cũng chúa nhây đó. Dạ. Dạ, anh quan niệm như thế nào về vấn đề trong tình cảm cũng như là vấn đề cuộc sống? Vấn đề tình cảm thì anh là một người rất là nghiêm chỉnh, dạ, nghiêm túc. Quan điểm của anh á là dạ, quen là sẽ cưới chứ không có phải là thời gian nên chờ đợi lâu. Dạ. Như em ví dụ như quen được thì khoảng bao lâu thì ví dụ như mình kết hôn ví dụ vậy? Dạ, em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm ạ. À. Anh thấy thế nào ạ? Thì anh thấy nếu mà 6 tháng đến 1 năm thì cũng cái thời gian đó là cũng khá dài. như thế nào thì không dài hả Hải? Hải muốn mấy tháng? Thì ý em nói là ý của em á là 6 tháng đến 1 năm á là cái thời gian là quen nhau là cũng khá lâu đó chị. Tìm hiểu được nhiều quá chị. Dạ. Bây giờ tuần mình hẹn được mấy lần, mình thích lãng mạn hay em không? Em đang sinh sống ở Sài Gòn này hả? Dạ vâng ạ, em sống ở quận 11 ạ. À quận 11. Dạ. Thì khi mà ví dụ như em thường thường là em rảnh là những cái giờ nào? Em thì làm việc giờ hành chính á, cho nên là sau giờ làm thì khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì gần như là em cũng không có bận gì ạ. Ví dụ công việc của anh là thường là đi công tác, đi công trình, theo công trình. Thì có nhiều công trình xa, chẳng hạn như giờ anh đang có công trình ngoài dạng Phan Thiết. Thì có thể một tuần anh về. Còn những công trình gần gần như Tiền Giang hay Long An, Tây Ninh, tất cả công trình gần á. Thì sáng đi chiều về thì có thể anh chấp nhận được không? Ra thì cái vấn đề xa hay gần hay là các cái vấn đề công tác thì em nghĩ cũng không quá mức là khó khăn lắm. Bởi vì thực ra bây giờ vấn đề đi lại hay là xe cộ gì thì thực ra nó cũng rất là tiện lợi. Chủ yếu là quan trọng hai người có muốn gặp hay không ạ. Và ví dụ như em là một người nói chung là cũng hay, cũng thích sự lãng mạn một chút. Hoặc là cũng thích những cái sự quan tâm. Nhưng mà anh thường xuyên đi xa như thế thì anh có sẵn sàng là giống như sẽ về thăm với mức độ thường xuyên hơn được không? Được chứ, tại vì nếu mà đã có bạn gái hay là có một người nào đó rồi thì chắc chắn là sẽ về liên tục. Em ơi, em chưa có khui đồ của bạn trai nè, khui ra coi là gì. Dạ, em xin phép được mở quà. Tặng chó đi. Dạ, món quà là một bông hoa và khăn choàng ạ. Một cái khăn, chắc là chiếc khăn gió ấm ạ. À, chiếc khăn gió ấm. Đeo cho con gái đi em. Anh có thể xin phép đeo khăn em được không? Dạ vâng ạ. Choàng cổ cho em nhé. Dạ. Đeo xong hát bài tặng cô gái luôn đi. Hột nhẹ thôi nha. Dạ em cảm ơn. Hát bài nào tặng bạn gái đi. Thì anh tặng em một đoạn khúc thôi. Chứ tại vì anh không có thực được nhiều. Tại ca khúc chân tình ha. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sáng mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về em. Hay mà. Hay. Bạn gái đáp đi. Để đáp lại cái bài hát của anh thì em xin phép hát bài bài Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này.
hạnh phúc trao dâng. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Chắc là như thế được rồi ạ. Hay cảm ơn mọi người. Bây giờ hát hay quá. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái và cảm nhận nãy giờ mình cảm xúc như thế nào, nói cho bạn gái biết, mà bạn gái ngược lại cũng như thế. Dạ. Nào, à, nếu em đồng ý thì cho anh xin phép mà nắm tay. Dạ vâng ạ. Mình đi tiếp con đường. Hai người nhìn nhau, dạ. Nắm hai tay luôn, nhìn mặt đối mặt luôn. Em nói tất cả những suy nghĩ của em, cảm nhận về em từ đầu đến giờ với cô gái ấy. Thì theo cảm nhận của anh thì em là một người rất là thu hút đối với anh. Em cảm ơn anh. Ngược lại. Cái cảm nhận ban đầu thì em thấy anh Hải là người nghiêm túc ạ. Dạ, và em cũng nhìn thấy cái sự chân thành ở chỗ anh Hải. Thì em nghĩ là trong cuộc sống của mình thì cũng không phải là dễ dàng để mình có một cái cơ hội để gặp ai đó. Thì em nghĩ là mình cứ cho một cái cơ hội để tìm hiểu. Còn tất cả thì sẽ chờ vào tương lai và ở cái sự lựa chọn của hai người trong tương lai. Quan điểm của hai đứa về con cái, về hôn nhân gia đình, anh Hải suy nghĩ thế nào ạ? Theo anh thì đơn giản lắm, nếu mà làm anh thì không cần phải làm dâu hay gì cũng được. Ví dụ như em thích ở chỗ nào thì có thể là mua nhà ở chỗ đó cũng được. Còn con thì là anh muốn có mấy đứa con ạ? Thì theo anh thì một hai đứa gì cũng được. Nói chung là anh cũng không có quan trọng trai hoặc gái hoặc cái gì đó, nói chung là cũng đơn giản. Là có liền không? Má cưới cái có liền nhé. Cưới là có liền cũng mà được rồi. Đúng rồi. Rồi lúc đó là sao? Lúc đó còn nuôi bà bơ không hay sao? Nhưng mà các con thì cũng vẫn chăm sóc thôi, như một người con thôi. Thì em thích thì chắc chắn là anh cũng phải chiều thôi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn cũng đã trao đổi rồi ha. Chắc chắn cũng có cảm xúc đang rung động trong chính trái tim của mình. Và xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy đưa ra quyết định bằng chính con tim của mình nha các bạn. Nào, bấm để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Quyết định không 3 chờ. 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau thật đó, bây giờ chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Hải có nhớ em tên gì không? Dạ chưa. Rối rồi, rối dạ, rồi. Em bật mí cho Hải đi. Em tên Hương ạ. Chúc mừng các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến đây để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dạ, em xin phép em ha, không chán nha. Ê, phải. Hôm đó là giống như hôn con chào vậy đó. Hôn con á, bạn trai hôn bạn gái á là ở đây. Hôn má. Đó lại đi. Hay là biết mà ăn gian nè. Ăn dạ. Gian. Ông này ăn gian. Cố tình đó chị ạ. Cố tình đó đúng không? Trời ơi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn Amity bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc mừng các bạn. Thôi lì xì của Hải kìa, để vô đây luôn đi Linh. Đây. Như vậy là chúng ta đã chứng kiến hai cặp đôi, họ đã trao đổi và cùng bấm nút hẹn hò, thưa quý vị. Đó cũng là niềm vui của chính người thực hiện chương trình. Chúng ta có phần thưởng dành cho khán giả tại trường quay. 24. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Tích thật.
Nồi cơm điện Akino thích không? Dạ thích. Thích nè, cô cưng nè. Ơi. Rồi, chúc mừng nha. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể xem lại chương trình thông qua kênh MCV Media và đừng quên nhấn subscribe hoặc là xem lại chương trình qua cổng thông tin Love TV. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính chương trình. Một lần nữa thì Quyền Linh và Hồng Vân cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chúc mừng năm mới. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em sống với là ông bà ngoại và ba mẹ em đã mất từ sớm. Vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cho bác giữa rồi đấy. Em thấy nó rất là buồn cười. Có khi là Dung về bắt nạt rồi đấy. Vì Dung học võ mà. Bình thường ngủ bé Mai uống 3 lít. Rồi bạn tính làm sao? Em cao quá có 1 lít thôi. Nếu mà hai đứa có đến được với nhau á, nó mà có con cái rồi á, thì cứ đem về cho ông bà sẽ nuôi dùm cho. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.